chào mừng quý vị đến với bản tin chuyên biệt về tài chính, công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh MayTV. Phương Trinh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Mở đầu là thông tin đáng chú ý. Hôm qua, trong ngày giao dịch đầu tiên của hệ thống giao dịch mới do FPT phối hợp với HOT xây dựng, thanh khoản khớp lệnh mức cao hơn 28.000 tỷ đồng và tiếp nhận trên 1 triệu lệnh từ nhà đầu tư. Đây là lần đầu tiên con số này được công bố công khai để nhà đầu tư được biết. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOT chính thức đưa vào vận hành phần mềm giao dịch mới do công ty cổ phần FPT xây dựng. Hệ thống mới này được kỳ vọng sẽ nâng năng lực xử lý của HOT từ 900.000 lệnh một phiên lên từ 3 đến 5 triệu lệnh một phiên và giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải kéo dài 6 tháng qua. Tổng số lệnh vào HOT ngày 5 tháng 7 là gần 1,02 triệu lệnh, lớn hơn năng lực tối đa của hệ thống cũ. Trước đây, HOT thực hiện cơ chế phân bổ lệnh cho các công ty chứng khoán nên xảy ra hiện tượng có nơi thì thiếu, nơi lại dùng không hết lệnh, dẫn tới tình trạng méo mó thị trường cũng như lãng phí tài nguyên. Ngoài ra, HOT còn phải để lại một phần năng lực xử lý để làm dự phòng, nên số lệnh tối đa mỗi phiên có thể xử lý chỉ là 800.000 lệnh. Nếu vẫn sử dụng hệ thống cũ, chắc chắn HOT không thể xử lý được tới hơn 1 triệu lệnh như phiên hôm qua và các nhà đầu tư sẽ không thể giao dịch suôn sẻ. Đại diện FPT từng cho biết, hệ thống mới của HOT được xây dựng dựa theo phần mềm mà FPT phát triển do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và điều chỉnh cho phù hợp với quy chế giao dịch của HOT và bỏ cơ chế phân bổ lệnh để tối ưu hóa tài nguyên hệ thống. Việc áp dụng hệ thống mới giúp cho giao dịch được thông suốt, lệnh nhanh chóng được gửi lên sàn, không còn bị tắc nghẽn. Dù vậy, ngày vận hành đầu tiên vẫn còn có những sai sót cần xử lý. Cụ thể, bảng giá của nhiều công ty chứng khoán hiển thị điểm chỉ số khác nhau, chỗ này cập nhật sớm hơn chỗ kia. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT cho biết, hệ thống giao dịch của HOT mà FPT thiết kế gửi trả kết quả giao dịch đồng thời cho tất cả 73 công ty chứng khoán thành viên, còn hiển thị như thế nào là do năng lực xử lý của từng công ty. Tập đoàn Vingroup được sáng lập bởi ông Phạm Nhật Vượng năm 1993, trở về Việt Nam năm 2000, tập đoàn triển khai Vinpearl là một trong những dự án đầu tiên. Kể từ đó, lịch sử đã ghi lại quá trình phát triển của công ty tư nhân lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản hơn 18,1 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2013, Vingroup cùng các công ty thành viên Vinhomes, Vincom Retail và cổ đông đã thực hiện 25 giao dịch tổng giá trị 11,1 tỷ USD. Trong đó, 6,6 tỷ USD là giao dịch vốn cổ phần. Vingroup hiện đang triển khai các bước để có thể huy động thêm hàng tỷ USD về cho công ty con VinFast. Tập đoàn cho biết thường xuyên xem xét các lựa chọn để huy động vốn và đầu tư cho nhà sản xuất ô tô, từ những cơ hội huy động vốn như đầu tư vốn trực tiếp vào công ty, phát hành cổ phiếu mới, sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt hoặc các giao dịch khác. Giữa tháng 4 năm nay, Vingroup phát hành thành công 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không có tài sản đảm bảo, nhưng có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes. Giá thực hiện quyền chọn là 123.000 đồng trên một cổ phiếu. Tính đến quý 1 năm 2021, tổng tài sản của Vingroup đạt 18,1 tỷ USD. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, gấp 181 lần kể từ năm 2007. Kết cấu của tập đoàn Vingroup hiện gồm 3 mảng kinh doanh chính, bất động sản, Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, công nghiệp, công nghệ, VinFast, VinSmart, Vintech, One Mile Group, dịch vụ Vinmec, Vinschool, VinUniversity. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 7, vốn hóa thị trường của Vinhomes đã đạt mức 17,26 tỷ USD, vượt công ty mẹ Vingroup 16,9 tỷ USD sau 3 năm. Vốn hóa của Vincom Retail ghi nhận 2,91 tỷ USD. Tiếp nối bản tin là thông tin. Mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GDP của Hà Nội ước tăng 5,91%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 124.800 tỷ đồng, đạt 53% dự toán trung ương giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ. Theo ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay cao hơn mức tăng 2,92% của 6 tháng đầu năm 2020, nhưng thấp hơn các mức tăng của cùng kỳ các năm trước, chủ yếu là do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực, nhất là du lịch, khách sạn, nhà hàng,
dịch vụ vui chơi giải trí giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp Hà Nội 6 tháng đầu năm nay tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP quý 2 tăng 9,7% so với cùng kỳ và tính chung 6 tháng tăng 8,7%. Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài gồm vốn đăng ký của các dự án thành lập mới, dự án bổ sung tăng vốn và mua cổ phần đạt 694,3 triệu đô la Mỹ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu tăng khá như điện thoại và linh kiện tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Giày dép tăng 47,7%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 22,3%, máy móc, thiết bị phụ tùng tăng 16,8%. Mức tăng trưởng nói trên là khá trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm, thì trong 6 tháng tới phải đạt tốc độ tăng trưởng là 8,87% và trông đợi vào sự bứt phá, đóng góp của một số ngành quan trọng như công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ, ngân hàng. Phần cuối của bản tin là thông tin. Để chúc mừng Ngày Quốc Khánh Mỹ, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã cầm quốc kỳ nước này lướt sóng điệu nghệ và khoe video trên mạng xã hội. Sau 12 giờ, bài đăng trên Facebook của Zuckerberg đã nhận được 1,4 triệu lượt tương tác, 139.000 bình luận và 74.000 lượt chia sẻ. Zuckerberg viết chú thích: "Chúc mừng ngày 4 tháng 7, đoạn video được lồng nhạc Take Me Home Country Road của cố ca sĩ John Denver. Sau 12 giờ, bài đăng trên Facebook của Zuckerberg nhận được 1,4 triệu lượt tương tác, 139.000 bình luận và 74.000 lượt chia sẻ, trong khi video trên Instagram có hơn 1,6 triệu lượt xem và gần 9.000 bình luận. Có vẻ như ông chủ Facebook sử dụng chiếc ván lướt sóng điện của LiveForce, loại ván có thể nâng cao hơn mặt nước, phù hợp sử dụng ở những vùng nước không có sóng. Nó sử dụng công nghệ của tàu cánh ngầm để nâng tấm ván khỏi mặt nước, vì vậy người lướt sóng trông như đang lơ lửng." Một số người cho rằng Zuckerberg phân khích như vậy là vì Facebook đã tạm thời thoát khỏi một vụ án chống độc quyền. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ khiếu nại chống độc quyền do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ và Liên minh 48 tổng trưởng lý tại các bang gửi lên nhằm vào Facebook. Rất nhiều bình luận hài hước phía dưới bài đăng của vị tỷ phú này. Có người cho rằng lần tới ăn mừng Ngày Quốc Khánh Mỹ, Zuckerberg nên cầm theo một chiếc hamburger format hoặc pháo hoa cho giống chất Mỹ. Thậm chí, ảnh của CEO Facebook đang cầm cờ lướt sóng còn bị một người dùng ghép với tàu Titanic đang chìm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên biệt về tài chính, công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh MayTV. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.